Chào anh em nhá. Đúng rồi, tôm khang, bà này rất to. Ok, Hoàng Thái ăn sáng rồi nhá. Nguyễn Anh Khang thi đấu tại nhà thi đấu thành phố Cần Thơ. Vâng, đây là màn khởi động của anh Sếu Đỏ này. Chào Đinh Mạnh Hùng. Đô Trường đúng rồi, anh vừa bay là sáng đấy. Chậm lên rồi, lên chậm ba. Mai lạp nhả villa thì nhắn vào đây nhá. Tiếc mình. Kiểu nó phải thế. Lao em mấy rồi đó? Em mấy rồi đó? 3 giờ. 3 giờ đá nhá. Nam Son 3 giờ đá. Khán giả hỏi. Rồi đây là màn khởi động của anh Sếu Đầu Đỏ. Đô trường 10. Anh 10 bi ngày kia đánh này. 10 bi mai. 10 bi mai bắt đầu đánh rồi nhá. Đây là 25. Đây là 25. 10 bi tận 27 mới đánh cơ, anh em nhá. Đúng rồi, Nam Sơn. Chúng ta đang xem giải vô địch quốc gia, đang là bộ môn Snooker, giải vô địch quốc gia anh em nhé. Trận đấu giữa anh Phạm Hoài Nguyên gặp anh Sếu Đầu Đỏ. Thạch Thất, anh em Thạch Thất đâu hết rồi. Bão này tôi xem nào. Anh em Thạch Thất đây, Ngọc Thạch, anh em chia sẻ video với Tường chưa? Đây là giải vô địch quốc gia đang diễn ra tại nhà thi đấu thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang. Thương Hoàng, Việt Nam thì chưa. Kinh quá nhỉ, Hoàng Thái. Số điện thoại của tôi bác cứ vào Google bác search phát là ra nhá. Rồi, trận đấu bắt đầu. Có đánh. Đấy, kia mà đánh nha anh Vũ Hà nhá. Thương Hoàng đúng rồi. Việt Nam mình thể thức mới là chỉ có đánh 6 bi đỏ thôi. Chào anh Vũ Ngọc Lộc nhá. Anh em ở ngoài bắt kèo ngoài bắt thoải mái đi. Sếu vừa rồi được thực hiện quyền để pha trước. Đây là anh Phạm Hoài Nguyên. Ô, ăn rùa một bi đỏ rồi. Cơ hội cho anh Nguyên Quỷ. Sáng ra ít người xem thế nhỉ, nó mới được 300 người xem. Đấy, giải quốc gia có vẻ hơi yếu pin. Rồi, 6 điểm. Sau khi ăn một bi đỏ thì sẽ ăn một bi màu. Màu gồm có 6 bi màu. Thứ tự lần lượt là vàng, bộ đội, lâu, xanh, tím, hồng và đen. Là từ 2 cho đến 7 điểm. Vừa rồi anh Phạm Hoài Nguyên ăn con xanh tím mà được 5 điểm. Với một bi đỏ 1 điểm là được 6 điểm. Anh em nào nạp thẻ cho tôi thì cứ nạp thẳng vào nhắn tin số thẻ, mã thẻ Villa và số gọi điện thoại của tôi. Ok. Quá hay, một pha chém màu rất tốt của anh Phạm Hoài Nguyên. Còn chém quá khó, nó vẫn thành công. Đây cái bọn chat X này chặn hết. Chào 355 anh em đang xem. Anh em thử chia sẻ video với Tường xem nào. Vậy là anh Phạm Hoài Nguyên ăn 7 điểm rồi. Game chạm 3. Ai chạm 3-0 trước người thắng. Trượt bi xanh tím, gãi hạng. Ui rồi may nhá. Quả đấy gãi ra thì lại bung xác. Đây là siêu cư thủ phủi Việt Nam, Sếu Đầu Đỏ. Hôm nay anh đi đánh số lốc của anh đã mượn được một cái gậy pun rất sành điệu. Và tôi đoán không nhầm thì anh đang đánh một chiếc gậy mét. Trường Sinh, ok, tôi ăn sáng ở sân bay Nội Bài rồi. Đây, Phạm Hoài Nguyên này. Hay quá nhỉ, họ Nguyễn tên Dinh. Tên hay thế, chắc cao thủ rồi. Lê Minh Đạt, giải vô địch quốc gia đang thi đấu tại nhà thi đấu thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang nhé. Vũ Đạt đánh có 6 bi đỏ thôi. Chào anh Nam Vũ. Đúng rồi, bàn Snooker to hơn mà. Trượt rồi. Một pha đánh thiếu chính xác của anh Sếu. Ôi cảm ơn bạn anh Hai. Chung đây bàn slop bao giờ nó cũng to hơn mà em. Họ Nguyễn Tiên Dinh thì giải vô địch quốc gia vớ vẩn nhưng mà đoàn mấy con gà hay quá. Một pha bắt đuôi của anh Phạm Hoài Nguyên. Chào Nguyễn Văn Ninh. Nguyễn Văn Ninh chia sẻ video về Tường chưa? Anh em chia sẻ mạnh video về Tường để cho tất cả mọi người cùng cổ vũ cái giải vô địch quốc gia Việt Nam này. Nói này chưa đủ to, Kiệt ra bảo. Hai bàn tay trắng ông trả tặng cho tôi thôi, tôi bảo ông tặng tôi. Ông không xem thì ông ra ngoài, thì ai cần ông chia sẻ. Còn đòi phải được tặng thẻ cho ông chia sẻ nữa. Ngoài nói chuyện ngược đời thật. Không biết quê ở đâu. Đúng rồi, đường Duy Trung. Thực ra thì Việt Nam mình cũng đánh cơ bé đây, anh Phạm Hoài Nguyên đang đánh cơ ngọn nhỏ đây. Nhưng mà anh Sếu Đầu Đỏ thì để đánh cơ ngọn to. Ô, cù lúc lắc rồi. Quá đáng tiếc cho anh Phạm Hoài Nguyên. Anh em phải hiểu rằng bộ môn Snooker là bộ môn khó nhất trong tất cả các bộ môn bia. Pun nỗ không bằng, cao zoom không bằng. Snooker là bộ môn thể thao quý tộc, khó nhất trong các thể loại bộ môn bia. Bàn rất to, bi thì nhỏ và lỗ cũng rất nhỏ. Đánh trịch, muốn đánh ăn được và đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Rồi thì anh Sếu ăn được một bi đỏ rồi. Một điểm cho anh Sếu. Em chào anh Nguyễn Việt Hùng nhá. Ok, Kiệt Sa Bảo. Hoàng Thái, đây là giải vô địch quốc gia, đùa làm sao được, có phải đi đánh đi chăn gà ở ngoài đâu mà. Tôi hôm qua tôi làm giải ở ngoài Hà Nội cả ngày, không đi nhiều, chưa ngủ, hôm nay nó cũng hơi mất giọng. Anh em nào mà ở tỉnh Hậu Giang thì có thể ship cho tôi lon bia ở đây để cho ngọt giọng. Một pha ăn bi vàng điều bi đỏ rất tốt của anh Sếu Đầu Đỏ. Anh ghi được 3 điểm. Nguyễn Việt Linh ở bộ môn Snooker này không sút tê được. Minh Nhật. Hay quá, một pha ghi điểm nữa rồi. Và tôi nhìn con này chắc chắn anh Sếu sẽ đánh con bi xanh tím. Anh ăn con bi xanh tím này anh sẽ có 10 điểm. Ui trời ơi. Một pha xịt nguội không thành công của anh Sếu Đầu Đỏ. Một pha trượt rất vô duyên. Ok, Toàn Nguyên nhá. Sếu là siêu cơ thủ phủi của Việt Nam mà. Huyền thoại phủi. Anh đánh trên mọi mặt trận, đánh các bộ môn. Đinh Mạnh Hùng, đen ở gần sát băng khó đánh, khó ăn lắm. Ồ, anh Nguyên chạy đạn rồi. Anh Sếu đang ăn được 4 điểm. Rất đáng tiếc anh Sếu trượt con bi xanh tím rất ngon. Anh Quân Nguyễn. Bộ môn này là ăn một bi đỏ, sau khi ăn một bi đỏ thì ăn một bi màu. Bi màu tùy chọn. Sau khi ăn hết, nhưng mà ăn bi màu thì sẽ nhặt lên, đặt ở đúng vị trí. Còn bi đỏ thì ăn luôn. Sau khi ăn hết bi đỏ thì sẽ ăn lần lượt sang bi màu cho đến hết bàn. Ai nhiều điểm hơn người thắng. Tuấn Sky. Con bi đen nó nằm ở gần cạnh băng, rất khó ăn. Thành ra các cầu thủ không dám mạo hiểm để điều con đen. Vì lỗ rất bé, góc hẹp, khó ăn lắm. Tuấn Đạt, Sếu tên thật là Kiên. Bão Lai, còn đánh cực kỳ chính xác của anh Phạm Hoài Nguyên. Và con bi đánh rất đẳng cấp, cực kỳ đẳng cấp của anh Phạm Hoài Nguyên. Đúng rồi, suy này lỗ bé lắm, rất muốn ăn được phải đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, không ăn gian được. Sáng ít người xem thế nhá, 500 anh chưa được 500 anh em. Anh em chia sẻ video về tường. Tốt. 7 điểm. Quá dương rồi, ông này cái đéo gì cũng hay nhỉ. Ô, một pha với đánh nết bằng lối rất khó của anh Phạm Hoài Nguyên. Cơ hội trao lại cho anh Sếu Đầu Đỏ. Tốt. Suýt chết cái, rất may mắn cho anh Sếu. Ok, chào Hoàng Bình. Ô, một pha trô về điều vàng không thành công. Sau khi ăn hết bi đỏ thì thứ tự ăn lần lượt sẽ là bi vàng, bi xanh bộ đội, bi lâu, bi xanh nước biển. À, xanh tím, xong đến bi hồng, rồi đến bi đen. Không thành công. Vậy anh Sếu rút ngắn tỷ số xuống 10-14. Thắng một ván này thì được tính 1-0. Và ai chạm trước 3-0 thì người ấy giành chiến thắng cả game. Một pha chạy bị lổ bi của anh Phạm Hoài Nguyên. Em chào anh Biên nhá. Tiếc quá không qua Sài Gòn được, bay thẳng Cần Thơ. Ok Trọng Khôi, bác cứ gửi qua cửa hàng thôi. Bác cứ gửi qua cửa hàng em xử lý được hết tất cả các loại bệnh. Thì số đây là đang là ván đầu tiên, đang là 14-10 nghiêng về anh Phạm Hoài Nguyên. Trần Nam chán cái gì mà chán, không có hiểu gì về bộ môn sáo lốc được không mà chán. Trọng Khôi 37 trên 37 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội bạn nhé. Địa chỉ thì bạn có thể vào Facebook này, trên Facebook này của tôi cập nhật đầy. Rất tốt, anh Phạm Hoài Nguyên vừa A băng một cú A băng rất tốt. Không thành công rồi. Rất may cho anh Phạm Hoài Nguyên không chết cái. Tí nữa thì bắt đuôi được anh Sếu luôn. Đúng rồi, Nguyễn Ngọc Tú. Sếu này thì toàn đánh bằng gậy đầu to thôi. Nguyễn Hiếu low spam. Max Senbi thì có đánh nhưng mà bị loại ở vòng gửi xe rồi. Thế chán. Hay quá, anh Phạm Hoài Nguyên vừa bắt đuôi một con rất hay. Tuấn Híp làm gì đã có cơ hội đánh đâu mà chả không đẹp. Lỗi 4 điểm rồi. Phát này thì anh A trúng rồi. Như vậy là anh Phạm Hoài Nguyên đang vượt lên dẫn trước 18-10. Chuẩn luôn, Tuấn Híp. Hai ông đang chưa có cơ hội, đang rình rập chờ nhau nhỉ. Ông nào sảnh phát là đập phát ngay. Như vậy là vừa rồi là anh Phạm Hoài Nguyên ý đồ là đưa con cái bắt đuôi vào sau đít con xanh bộ đội nhưng mà hơi sai má. Rất đáng tiếc, con bi lắc lỗ. Anh em phải hiểu rằng bàn slot rất to và lỗ rất bé. Để ăn được con bi phải đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Sai một ly là bốc ruốc ngay. Không được rồi, ý đồ của anh Phạm Hoài Nguyên tiếp tục là chạy đạn, nhét con cái vào đít thằng Lâu nhưng mà hơi yếu sinh lý. Không biết sáng anh ăn sáng chưa. Suýt đuôi. Rồi ý đồ bắt đuôi của anh Kiên rất tốt nhưng chưa thành công. Tập đoàn xổ số kiến thiết Cần Thơ tài trợ cho giải Snooker năm nay. Chuẩn rồi, Thu Nguyên, đúng là anh Nguyên Quỷ đây rồi. Sếu Đầu Đỏ đang gặp anh Nguyên Quỷ đây. Vẫn là một pha chạy đạn sinh viên của anh Phạm Hoài Nguyên. Ô, quá đen. Chết cái. Em phải nói áp lực của giải vô địch quốc gia rất lớn, chứ không phải đơn giản như anh em ngồi đấy mà comment đâu. Chính xác. Một pha ghi điểm xuất sắc của anh Sếu Đầu Đỏ. Sếu Đầu chạy đạn thôi. Đuôi không? Quá hay, đuôi rồi. Hay quá. Anh Sếu gỡ lên 16-18. Hay quá. Có thì tính thêm cái Dũng Anh. Anh em chia sẻ video về tường nào để mọi người cùng xem và thưởng thức cái giải vô địch quốc gia của Việt Nam nào. Không dùng bầu tài chia sẻ video chưa? Anh em phải like cái page Hợp Cơ Billiards này vì từ giờ đến ngày kia nhiều trận hay lắm. Ô, tôi nhìn thấy thừa AP. Lỗi 4. Anh Sếu vượt lên dẫn 20-18 rồi. Đúng rồi, Linh Cần. Sếu Thạch Thất. Hữu Bằng Thạch Thất Hà Nội. Đúng rồi, cộng điểm. Cưới hỏi đại phát. Cơ hội cho anh Sếu. Hơi mạnh rồi. Anh Điều hơi thừa lực. Vâng, một pha trong công có thủ của anh Sếu Đầu Đỏ. Vậy là anh Sếu vượt lên dẫn trước 23-19 rồi. Ông trọng tài bàn ngồi bấm nhầm. Hai ba 18. Anh Sếu Đầu Đỏ đang dẫn 23-18. Một pha trái đạn sinh viên của anh Sếu Nguyên Quỷ. Trần Ngọc Ánh, quốc tế nó đẳng cấp cao rồi, mình là đẳng cấp thấp chỉ đánh 6 bi đỏ thôi. Chúng ta đang được xem giải vô địch quốc gia Việt Nam. Bộ môn Snooker đang diễn ra tại nhà thi đấu thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang. Miền Tây, đang ở trong miền Tây. Ôi, 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 táo bón. Ui, vãi mày. Ra đuôi luôn. Rất may mắn anh Phạm Hoài Nguyên vừa rồi chạy đạn con nỗi mà rất may lại ra đuôi. Sếu Đầu Đỏ là anh đầu đỏ, còn anh Phạm Hoài Nguyên là anh đầu đen. Trượt rồi, lỗi 4 điểm. Vẫn trượt, hai lỗi rồi. Hai lỗi liên tiếp 26-23, anh Phạm Hoài Nguyên vượt lên dẫn trước 26-23. Anh Phạm Hoài Nguyên rất may mắn. anh Sếu bị lỗi 2 lỗi liên tiếp và anh bị dẫn lên 26-23. Bảo Huy 10 bôn ngày kia mới đánh cơ. Nào anh em chia sẻ video về tường chưa? Chia sẻ video để cổ vũ cho tất cả mọi người nào. Hay quá nhở. Đuôi không? Ôi, một xu lực nữa mới đuôi. Suýt nữa thì hay. Đuôi không? Đuôi luôn, hay quá, một pha trái đạn quá đẳng cấp của anh Phạm Hoài Nguyên. Thanh Bình đây ở Hà Nội thì hay đánh ở câu lạc bộ Sky Hồ Thành Công và câu lạc bộ VTC, đó là hai câu lạc bộ chuyên về slot. Vừa rồi thì anh Phạm Hoài Nguyên bắt đuôi một con cực kỳ đẳng cấp. Không chạm. Tiếp một lỗi. Anh Phạm Hoài Nguyên vừa lên 30-23. Vẫn là lỗi. 34-23. Liên tục là những pha bắt đuôi và bị lỗi của anh Sếu. Rất đáng tiếc. 34-23, đáng gác 9 điểm. À sorry, đang gác 11 điểm. Và bây giờ anh Phạm Hoài Nguyên có quyền được ăn bi. Và anh đang ngắm bi lâu, anh được quyền ăn bi lâu rồi. Nói một lợi thế rất lớn cho anh Phạm Hoài Nguyên, anh đang dẫn 11 điểm. Anh ăn bi lâu để thay thế cho bi xanh tia bộ đội. À không, anh lại không đánh, anh lại bắt anh Sếu phải A bằng. Anh Phạm Hoài Nguyên rất chiến thuật. Chán nhỉ, sáng ra được có 600 người xem bỏ. Anh em chia sẻ video về tường chưa? Đây là giải vô địch quốc gia hay có phải đánh đùa, đánh chơi, các ông tưởng đùa dễ lắm. Cầm cái gậy như cầm cái xà beng. Một pha bắt đuôi nhưng không thành công của anh Phạm Hoài Nguyên. Cơ hội trao lại cho anh Sếu Đầu Đỏ. Lòi mông con xanh bộ đội rồi. Rất chính xác. Ô, tự mình bắt đuôi mình rồi. Anh ăn nhưng lại ra đuôi. Quá đáng tiếc cho anh Sếu Đầu Đỏ. Đạt Nguyên, đúng rồi. Đây là giải vô địch. Vô địch quốc gia. Đúng rồi, bà này to lắm. Ô, bão là anh em ơi. Một pha bằng quá là hồn nhiên mà. Quyết đoán của anh Sếu Đầu Đỏ. Đúng là phong cách Sếu. Một phong cách cực kỳ hoang dã. Phong cách cực kỳ hoang dã của anh Sếu Đầu Đỏ. Anh Áo Bằng chết luôn. Quá đẳng cấp. Một cú đánh mang đậm phong cách của Sếu Đầu Đỏ. Nhà Bằng chết luôn. Suýt chính xác. Anh vẫn tính đường trong công có thủ. Rồi, ra đuôi rồi. Rất hay. Như vậy là anh Sếu đã rút ngắn tỷ số xuống 30-34. Rất tuyệt vời. Trận đấu ngang tài ngang sức. Rất là găng của hai cơ thủ. Đây là hai cơ thủ hàng đầu Việt Nam nhá. Một pha gót bì rất hay của anh Phạm Hoài Nguyên. Nhưng vẫn bị lòi mông. Anh Sếu Đỏ thực hiện pha chạy đạn rồi. Ok. Trần Ngọc Ánh, Việt Nam mình nhiều người thi đấu rồi chứ. Chẳng qua là không được đạt thành tích gì thôi. Còn đi thi đấu thì có tiền hoặc là được cử đi tham dự thì cứ đi tham dự đấy. Anh em chia sẻ video về tường để cổ vũ cho giải vô địch quốc gia nào. Đuôi không? Không đuôi. Rồi, chào 700 anh em đang xem nhé. Bình bầm. Bây giờ là luật Slock thì là giải thích thì rất là dài dòng. Đang livestream này không tiện giải thích. Đấy, ông cứ xem ăn được con bi là thế hay. Chạy đạn được là chạy đạn là thế hay. Muốn xem luật thì ông phải vào YouTube hoặc là ông vào Google search. Cái luật này nó dài lắm. Sếu đã rút ngắn tỷ số xuống 30-34 rồi. Một trận đấu hết sức là căng thẳng. Quá chính xác. Như vậy là anh Phạm Hoài Nguyên chỉ còn cách chiến thắng có một bi hồng nữa thôi. Chào Hoàn Trang. Một pha đánh cực kỳ chính xác của anh Phạm Hoài Nguyên. Anh dẫn lên 39-30. Và anh cách chiến thắng một bi hồng nữa thôi. Anh ăn bi hồng này anh giành chiến thắng rồi. Ngoéo. Ui rồi ui, tí nữa thì ăn rùa. Quá nguy hiểm. Ô, cơ hội cho anh Sếu rồi. Anh Sếu ăn hai bi này là anh Sếu thắng. Một rồi động tác ra của anh Phạm Hoài Nguyên tôi nhìn thấy bị ngoéo. Loại trận đấu cực kỳ căng thẳng, hấp dẫn. Tất cả anh em nín thở. Một con vị mang tính quyết định. Hơi lon tay. Anh Sếu đánh ăn con này sẽ giành chiến thắng. Như vậy là anh Sếu sử dụng trong tình trạng bị không có tay và anh đã mượn được một cái gậy sờ lốc nữa để anh dùng nối rồi. Phải nói là anh rất đa năng. Rồi, ok. Chào có 800 anh em xem chán nhỉ, sáng ra chưa được 1000 anh em. Anh em chia sẻ video về tường không? Chào tất cả anh em nhá. Trượt rồi. Nhưng vẫn là trong công có thủ. Như vậy là tỷ số là 36-39. Và cái tỷ số đấy không còn quan trọng nữa rồi. Bây giờ là tranh nhau con đen chung kết. Tấn tài chưa có nhá. Chào 950 anh em nhá. Ít thế nhỉ, chưa được 1000 anh em. Bảo là anh em chia sẻ video với tường không? Giải vô địch hay thế này chưa được 1000. Chung kết con đen. Một pha bóc bánh trả tiền. Một pha chạy đạn rất tốt của anh Phạm Hoài Nguyên. Ok, chào Đức Sơn. Có thể thấy con bi chung kết rất căng thẳng. Phan Thuận game chạm 3 nhá. Đây là ván đầu tiên. Ai chạm 3 không trước người giành chiến thắng. Một pha chạy đạn sinh viên của anh Sếu Đầu Đỏ. Thành công. Hay quá nhỉ, Hùng Hiếu. Hùng Hiếu lại cao thủ rồi. Căng thẳng. Một pha cân hai đường của anh Phạm Hoài Nguyên. Căng thẳng, chỉ còn tranh nhau con bi đen thôi. Ôi, ngoéo rồi. Không thành công. Phan Thuận, ông so thế ông khác gì ông so AFC Cup với cả World Cup. Căng thẳng, áp lực lắm. Các ông tưởng ngồi đấy mình nhìn thì cái gì chả dễ. Cầm cái gậy như cầm cái sáo beng. Tầm đang chung kết một con bi này. Sai một ly là đi bốc cứt ngay. Vâng, tâm lý của anh là trong công có thủ, anh đánh ra dư mỏng. Rất may cho anh là đen về vị trí khó. Chết rồi, phơi hàng rồi. Phơi rồi. Một pha chạy đạn không thành công của anh Sếu Đầu Đỏ. Rất tâm lý, con đen này ngon rồi nhưng anh Phạm Hoài Nguyên đang phải ngắm vuốt rất cẩn thận. Như tôi nói rằng chỉ cần sái một ly thôi là đi bốc ruốc ngay. Rất tâm lý. Quá chính xác rồi, 1-0 cho anh Phạm Hoài Nguyên. Game chạm 3 anh em nhé. Bây giờ là 1-0. Rất tâm lý. Và đấy chặt băng khó lắm, nó không như bàn pool. Băng bàn này chặt vào phát đã bị lắc ra ngay. Tú ông Minh. Những cái con bàn đấy thì nhìn ở bàn pool nỗ anh em đánh thì chặt phát chết ngay. Rất dễ, nhưng bàn này thì nó lại cực kỳ khó. Bàn này chặt thì nó sẽ lắc ngay, thậm chí nó còn đứng cửa lỗ nữa thì bốc thuốc. Ván đấu thứ hai thì anh Phạm Hoài Nguyên phá bi. Vừa nãy là chung kết con bi đen, còn mới 1-0 thôi, game chạm 3 cơ mà, các ông. Game chạm 3 mà bây giờ là 1-0. Con đấy bóc bánh như anh Sếu là chuẩn rồi. Một pha chạy đạn nỗi của anh Sếu Đầu Đỏ. Con chặt băng ấy nó không bàn pool thôi, chứ bàn này chặt băng thì bốc thuốc. Ơ sao vừa được 1k anh em, tự dưng tụt xuống còn 600 đây này. Anh em đi ăn cơm à? Một điểm đầu tiên cho anh Phạm Hoài Nguyên. Như vậy là anh Sếu Đầu Đỏ vừa thực hiện một pha chạy đạn nỗi. Nguyễn Thành Trung lác đâu mà lác. Tôi vừa nạp mười mấy ghi 3G vào xong lác kiểu gì. Nguyễn Thanh Trung, anh em xem chất lượng âm thanh ánh sáng có ok không? Chất lượng âm thanh hình ảnh có ok không mà mọi người gõ lag. Mạng của tôi lét căng. Tốt. 7 điểm. Một chiếc bàn Wiraka M1 này mà mới cứng thì nó rơi vào khoảng tầm 135-140 triệu nhá. Một pha gãy hàng không thành công của anh Phạm Hoài Nguyên. Anh em chia sẻ video về tường chưa? Ok, thỏ phê cò. Không được rồi, anh Phạm Hoài Nguyên công luôn nhưng trượt rồi. Rất may cho anh là không ra hình. Bình thường thì đánh một bộ bi 15 bi đỏ nhưng mà bây giờ chỉ còn đánh có 6 bi thôi. Một pha đánh thiếu chính xác của anh Sếu Đầu Đỏ. Cơ hội trả lại cho anh Phạm Hoài Nguyên. Quá tốt. Cơ hội cho anh Phạm Hoài Nguyên bắt đuôi. Đức Nguyên Kim. Đấy là một phần, với cả một phần nữa rằng là giải quốc gia thì cái tâm lý nó rất là lớn. Nó không giống như kiểu anh em mình đánh ở ngoài câu lạc bộ. Anh Sếu đánh đội rất thiếu chính xác con vừa rồi. Anh em ở đây là giải quốc gia, không phải đơn giản. Trời ơi, quá đáng tiếc cho anh Nguyên. Không được rồi. Anh Phạm Hoài Nguyên đã trượt bi đỏ. Anh em tập trung vào mà xem. Giải quốc gia các ông cứ kém mà không kém. Toàn tuyển quốc gia các ông cứ hay ho. Trần Hung Snooker này tôi không biết chơi. Chắc thì xếp tôi hạng DE gì đấy cũng được. Ô, lỗi 4 điểm. Như vậy anh Phạm Hoài Nguyên đã vượt lên dẫn 17-0. Rất đáng tiếc cho anh Sếu Đầu Đỏ. Ô, anh chém mỏng cái nỗi còn không thèm chạm cả bi. Lỗi 4 điểm, 21-0. Anh Sếu đang bị tâm lý rồi. Lỗi rồi. Cơ hội cho anh Phạm Hoài Nguyên. Một điểm. lấy cái gậy Champion hôm qua anh Mo đánh ấy, thay cái đầu tẩy Camui Clear mới rồi. Xong là thay cái đầu tẩy Camui Clear mới vào, xong là bỏ một cái bao. Xong là tí anh nhắn cho gọi cho anh Mo mang lên đưa cho anh ấy. Thay cái đầu tẩy Camui Clear mới rồi. Bình thường em ngồi xa quá thì cũng chưa cập nhật được. Đang mải đi vào cái trận Slok đấy. Anh Phạm Hoài Nguyên đang đi một series đòn rồi. Anh đang dẫn trước. Như vậy là anh Phạm Hoài Nguyên đã vượt lên dẫn trước của ván đấu này lên đến tận 34-0 rồi. Không biết còn cơ hội nào cho anh Sếu Đầu Đỏ không đây. Anh Phạm Hoài Nguyên đang đánh với phong độ rất tốt. Ba mươi tám không rồi. Rất đáng tiếc cho anh Sếu Đầu Đỏ. Quá tốt. 39. Như vậy là đang bị gác rất sâu. Tôi nghĩ rằng là lên thua luôn ván này rồi. Rồi. Rồi bắt đầu ván mới. Lê Văn Ngọ thì trả loại trực tiếp luôn gì nữa. Còn nước còn tát mới là 2-0 thôi. Game chạm 3 mà. Nào anh em bão lai để cho một màn nỗi ngược dòng của anh Sếu Đầu Đỏ đâu. Ô, trượt rồi. Cơ hội cho anh Sếu. Cơ hội cho anh Sếu rồi. Bây giờ sẽ có một con đỏ lỗ 10, một con đỏ lỗ tít. Không biết anh Sếu sẽ chọn con nào. Trái bóng tròn 30 chưa phải là Tết. Chưa nói trước điều gì. Anh Sếu đánh theo phong cách bay mà. Khi anh mà đã bay lên thì anh bay ngất người lên thì có giời đỡ. tí nữa Nam Sơn anh đi vào xem. 3 giờ. Đâu, 3 giờ. Em đâu biết, em vừa hỏi nó vào 3 giờ đấy. À, ăn này. Rồi. À đúng rồi. À rồi. Thì chắc nó trêu em. Và ở ngoài làm gì còn ai đánh được nữa, toàn hệ dâm. Đây đang ngồi cái đặt ma này. Đặt ma loại rồi. Đây cầm không? Ủa anh em đi đâu hết rồi, sao giờ còn tôi vừa đi vệ sinh cái là chưa được 500 anh em này. Tụt nhanh thế nhỉ. Một pha đánh hơi bánh dày của anh Phạm Hoài Nguyên. Rất may cho anh là không ra hình, không để lại đạn cho anh Sếu Đầu Đỏ. Phạm Anh Quang, chiều nay có rất nhiều trận hay. Và ngay sau trận đấu này thì tôi sẽ chuyển sang bộ môn cao zoom bao băng. Anh em cùng chia sẻ video về tường để cổ vũ cho giải vô địch quốc gia Việt Nam của chúng ta nào. Như vậy là anh Sếu Đầu Đỏ đã bắt đuôi được rồi. quang ly 10V ngày kia cơ mà, ngày kia mới khai mạc 10V mà. Có quay. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về anh, 2-0 nghiêng về anh Phạm Hoài Nguyên. Quá hay. Một pha còng chết luôn bi đỏ của anh Phạm Hoài Nguyên. Tỷ số là 2-0 cho anh Phạm Hoài Nguyên. Game chạm 3. Quá hay, một pha chém chết đen quá tuyệt vời của anh Phạm Hoài Nguyên. Anh đang dẫn trước 2-0 và anh đang có một độ tự tin rất nhất định. Tám điểm rồi. Quá chính xác. Khi anh Phạm Hoài Nguyên lấy được sự tự tin thì anh đang đánh rất là sắc nét. Trượt đi vào. Ba tám 16. Như vậy là anh Phạm Hoài Nguyên đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành chiến thắng. Điểm đang là 38-16. Một pha đánh rất tự tin của anh Phạm Hoài Nguyên. Anh để lại đạn thôi. Do quá gạn má để điều, phải phóng cu lê lên điều con bi bộ đội nên anh Sếu đã bị trượt bi vàng rồi. Như vậy anh Phạm Hoài Nguyên đứng trước cơ hội lớn để giành chiến thắng. Hết rồi. kết thúc cuộc tình. Xin chào 500 anh em nhé. Bây giờ anh em thích xem pool nữ hay là thích xem Kazum bao băng? Rồi, kết thúc, anh Sếu đã lau tay, tháo gậy rồi. Ở đây mà.